Nhận định Porto với Chelsea. 2 giờ ngày 7 tháng 4, Chelsea sẽ có cuộc chạm trán với đại diện của Bồ Đào Nha, đó là FC Porto tại vòng tứ kết UEFA Champions League. Một chiến thắng sẽ đem lại lợi thế cho The Blues trước trận lượt về. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel mặc dù phải nhận một thất bại khá đậm trước đối thủ West Brom tại EPL ngay trong trận đấu gần đây nhất. Tuy nhiên, xét trong khoảng thời gian gần đây, Chelsea vẫn đang cho thấy phong độ khá ổn định của mình khi mà họ đã có được chuỗi 4 trận bất bại trước đó, trong đó có tới 3 chiến thắng, phải thi đấu tại địa điểm trung lập. Tuy nhiên, trên lý thuyết, Chelsea đang là đội khách trong trận đấu này. Chính vì vậy, việc giành chiến thắng sẽ mang lại nhiều lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà. Thêm vào đó, Chelsea đang có thành tích khá ấn tượng khi chạm trán với đại diện của Bồ Đào Nha với 4 chiến thắng sau 5 lần đối đầu gần nhất. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Sergio Conceição cũng đang có phong độ thi đấu khá ấn tượng trong thời gian gần đây khi mà Porto đã giành được 3 chiến thắng trong 3 trận đấu liên tiếp gần đây. Cuộc đối đầu với Chelsea tới đây sẽ là một thử thách khó khăn khi mà Porto chỉ thắng 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất với The Blues. Theo thống kê, những lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đang không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Minh chứng là trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội thì chỉ có tổng cộng 6 bàn thắng được ghi. Thêm vào đó, mặc dù hàng công của cả hai đội đang thi đấu khá tốt, tuy nhiên, ở hàng phòng ngự của họ cũng đang thể hiện sự chắc chắn. Do đó, nhiều khả năng trận đấu này sẽ không có nhiều bàn thắng, chọn, xỉu. Với sự tự tin khi chạm trán với đối thủ trong những trận trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ là những người chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra những cơ hội ăn bàn. Trong khi đó, Porto cũng tạo ra cho mình những cơ hội. Tuy nhiên, các chuyên dự đoán khả năng hiệp 1 sẽ chưa thể có bàn thắng xuất hiện. Dự đoán tỷ số trận đấu, Porto 0-1 Chelsea.